Hello cô nhà, hôm nay Vũ cùng với mấy anh em ở phường 5 thì thả cà lẫy đến đây để bóc cái mộ này cũng khá lâu nha cả nhà, mà không biết bao nhiêu năm nữa. Nghe Vũ nghe chủ nhà nói là khoảng 20 năm đó cả nhà. Thì bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với mấy anh em của Vũ để bóc cái mộ này nha cả nhà, để mình coi như thế nào nha cả nhà. Cái mộ này chủ nhà đã cúng kiến xong hết rồi cả nhà, giờ mấy anh em mình tới là để khai quật mộ thôi. Bỏ thủ đâu băng bên đi. Bỏ băng đi. Rồi, khai búa đi. Rồi giờ mấy em lo cho. Khai búa đầu tiên cả nhà. Tường này cũng mấy hết rồi ha. Xuống đầu đi nào. Ai sao á? Chắc xuống ngay cái mương lạng đó chứ vậy. Xuống ngay đầu đi. Không, xuống cái đầu đi. Cái đầu nào? Đi nào tại. Hai bên là không biết cái đầu nào á. Chắc cái đầu đi này mày ơi. Đầu đi nó đi bên đây. Này ông nãy này cái này đi giặt cái rồi mà không giặt cái ông nãy chưa giặt không nổi. Bỏ lắm hàng tròn á. Bỏ lắm luôn hàng tròn. Dữ gì? Còn nó bóng. Đất cứng ghê không? Dữ vậy. Đất thù queo mà không có miếng ẩm mà. Tưới ngày mưa đâu có tưới vòng đó đâu mà có ẩm. Đất cứng quá trời mà. Lên mép luôn rồi. Rồi đập tán mấy cái đậu thùng đó nữa, hất luôn cái nấm đi xuống luôn. Giáp vòng là hất luôn. Còn cặt cái nó mất. Quất cái đầu đó cái nữa luôn đi. Nó vậy rồi hất luôn à. Đây hất qua luôn, cặt gì nó hất. Tôi với ông là nắm đầu là giặt lên luôn à. Nói chơi mẹ làm như vẫn ăn quá. Đừng đập, để cho ông móc đi, ông lật à. Đập cái đó là sụp xuống liền á. Rồi lấy cốt xong rồi hả? Bắn đi. Chứ họ xuống dưới bắn dưới nữa rồi cái máy thì nó bị bệnh.
chỉ mình này. Hai bên này. Đụng mẹ nó vợ con gậy gọc đâu thấy cảnh này. Đụng mẹ hả, đi biết ôm chiếu nó này nó kia. Nó thấy chú huynh của mình không có nhà, cực khổ rồi vậy đó. Mà đưa tiền ít nó này nó kia. Có ít. Ôm ít nó này kia hả? Rồi. Đưa tiền ít thì nó này nó kia. Của ai là ở đây kinh về chứ. Công ty. Đi. Ông ơi, nó dùng cái dĩ này nó hất, nó gọi lên rồi chim nổi lên trên đó, đập đã. Bây giờ ông đập cái dàn này là nhóm đi nửa cái còn nửa cái nhóm năm người nhóm nổi á. Nửa cái búa vô xe. Cực khổ vậy không thì bãi. Tán giáp vòng thôi nhóm như mày mình. Ừ. Ủa đầu quấy cho nó banh nó mà đào ra ngoài kia cỡ một thuốc ấy nữa. Đào quanh cửa đó thôi rồi không có thôi. Hai người chung ngủ. Ừ. Bên đây nè. Trời ơi. Có thằng ban quá trời thì phải thật ác thôi chứ. Không đâu thôi. Đó, đụng cái gì ra luôn. Đụng hồi sáng 3 cố nội kia mà đụng má đưa hai cái đó chuyện rưỡi nữa đụng điển mẹ mòi hả về chắc chết. Đi từng dây điện nữa nha. Nó sắt đó. Điện nha. Đi bên kia rồi.
trở lên, trở lên, ông giọng xuống, đóng xuống, ông mạnh xuống, đóng xuống, ông đóng xuống, dở mai đóng xuống, mạnh lên, rồi, chơi, chị mẹ đó. Rồi, chuẩn bị bật nắp lên nha cả nhà. Lấy búa gỡ vô. Ngay đó luôn đó. Mí đó. Có luôn không? Đó, ừ. Cái này đâu cái gì? Có mí đó. Nhất chỗ đầu nó cái đi cho nó tắm. Đầu nó đâu có. Tụi lấy con dây dụ mẹ nó cái một lên. Ông nghe ông xeo lên cái ông đút cái cán búa vô rồi là sắt lên đi nắm tôi dịch đút đút luôn chở đó. Con dây dụ ra để. Có. Cái búa hồi nãy đó, cái búa nhỏ nhỏ đó. Đóng cái đò cái mũi vô á. Cắm cái đầu mũi vô đóng vô. Phải đóng cái đầu kia kìa mới. Đóng rồi cái đó rồi sao có thế rồi chú bật. Đóng đầu kia vô. Bán cái nắp cho nó giật chưa giật nổi không? Tao què cứng đó. Lắm, tội cây còn chắc thế bà luôn. Cái thằng xưa cái sao? Sao? Đó, cái nắp là vậy đâu. Đó. Vô chút nữa đi chút. Ừ, đầu đó đó, đúng rồi. Lên. Rồi, nhóm rồi đó. Nhóm rồi. Rồi bật luôn. Đó anh. Rồi sao? Rồi nhóm lộn một chút chim 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 cục đá vô. Chim đồ chim vô. Nhóm mình cái đi rồi chim chim cục đá vô. Ông ấy giờ đây đây cái đạp nó đút đút đá vô nó đằng đây nè. Thấy rồi hả? Rồi được rồi hãy ơi. Rồi. Móc qua đây cái này cho đánh vô bằng cái ngón tay đút cho được 53 rồi ngồi xuống nắm để đắp ba văng lên. Có cùng chơi luôn. Sắc không nghe nè. Sắc không. Anh em ngủ bên nè. Lấy cùng sắc đi, đừng nắm nắm cùng sắc kéo lên. Được rồi nè ông ơi, đút đây được rồi nè. Nắm dở được rồi hả ơi. Lại nè, ông ấy vô phụ nè. Tập trung đi, tập trung đi. Không nghe, đúng nhiều người làm mới được. Để lấy cục sắt đi con. Không có, trong đường ngoài không có đi sắt vô được. Ông bỏ đó, ông bỏ đó. Đúng rồi, vô đầu nè. Được chưa? Được chưa? Nhẹ nhẹ lên nha cả nhà. Lên. Lên 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 lên. Rồi ngã qua luôn. Không được, ngã hết cái chỗ quăng đây. Hất ra, hất ra chỗ nằm nữa trên nó dưới đi rồi mình luôn ra ngoài. Ngã luôn, ngã luôn, ngã luôn. Ra, lấy ra, lấy ra. Đây nè, cái điện. Lấy con dữ. Cái ống nước khoan nha. Nè, con kia, con kia. Ngã cái chừng nó tạt ngang cái giòn cò đó. Rồi, rồi, rồi. Cây còn tốt ghê không? Sao? 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 Có mua lũ cho cái lũ đủ đâu đi. Mày con búa được ra đi đủ đưa búa đi. Rồi máy móc rồi. Rồi nó có không rồi đó. Cúng điện luôn đi. Rồi cúng điện hết đi. Cúng điện thẳng đi nhà heo. Đây em thao qua trước đi. Thao nước sạch đi. Mày còn nguyên rồi. Cứng ngắt luôn rồi. Cứng nhà nó vào cứng nhà đi. Rồi đi tiêu chứ không có đường nào hết đó. Mày còn nguyên luôn. Còn nguyên luôn cả nhà ơi. Đây là sang giỏ đi thiêu nha cả nhà. Thấy còn nguyên luôn rồi, không có bóc lên rồi. Bước coi đi. Bước coi đi, không có gì á. Còn không mà cái kia ông xây mở chưa? Dạ, cái
Nghe xem mã với em tỉnh. Rồi, cái rồi. Tỉnh rồi, phải đốt rồi. Nếu thêm tỉnh thì kinh qua để chôn luôn. Còn này thêm tỉnh rồi phải đốt rồi. Sao? Này giờ còn nguyên khác luôn không? Đập cái mã núm kem ra rồi đi chôn lại thôi. Dẫn mấy anh em đem cái xác lên trồng ngủ rồi đem đi quả táng nha cả nhà. Rồi gắp vô phụ đi mấy ông ơi. Nó lớn rồi mà hắn ra lại. Đi 10 ơi. Lại đi 10 cái chứ. Cái này chắc bỏ lên. Rồi lên. Chưa. Rồi. 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 Ủa mấy cái chân ấy thôi chứ mấy cậu mình cầm thôi chứ mấy cái đó khỏi cần cái đó thì làm gì? Thì mình nấu làm cái tinh bột bỏ vô sao. Rồi nào lớn nè. Nè. Rồi giữa thì thấy. Nấu. Rồi kinh ra đường đan luôn. Thôi để trước luôn đi. Lột trước ra đi, đâu có gì đâu mà. Ê, đừng lột nó. Đừng lột. Đi, đi. Đi bây giờ. Cho tàu hút kìa, tàu hút. Rồi, dở lên tàu hút anh. Quải ra ngoài tàu. Dở lên tàu hút đi. Mày cái mũ, cách mũ. Kinh ra đường đan láng kìa. Đi trước ra trước đi. Quay. Tao bên đây nhịp đường, sao ra trước. Quay đầu luôn. Quay đầu luôn. Chặn xe lại, nè, đóng mũ kéo nè. Kéo hai tấm luôn nha. Kéo lại đi, đủ mũi tụi đứng mà. Dở lên, để chặt thì kéo. Ông Dũng gì vậy, dở cái chân kìa. Dở chân nữa. Nè, lùa, nắm cái sắt kéo tới, đi. Ông đi lấy mũi nắm sắt kéo tới. Dùng mũ nha, cầm mũi cắt chưa? Rồi. Xin hết rồi, xin hết. Rồi. Rồi, rồi. Cái đâu, không có đâu. Quấn cái đầu đầu trước đầu đi. Rồi, cụp coi vô. Rồi. Rồi, quán này cái luôn. Quán đầu này trước cái đi. Phải mấy đầu không tức? Ở ngoài bữa đó ông nói bữa sau lấy ba cái có đâu. Lấy sao vậy là đâu có lấy đâu. 2 giờ mùng 4 mới được. Ừ. 9 cái ở ngoài cường độ trời tối giờ nè. 7 cái đá với hai ông mà. Lạnh chưa? Chờ tới chờ ngày mai về vậy nè. Rồi, để dây đưa vô. 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 Đụng cua dây gặp tôi rồi không gặp tôi rồi. Nước dây không ăn. Lần này nó giao cắt đứt. Gặp tôi đi đi. Kéo đi, đụng gặp tôi đi thử dây nó yếu không hả? Hả? Cái này được chưa?
được rồi. Còn cái đôi như thải ngon sợ không? Thì thải gì vậy? Không lại đôi cũng được nữa, cũng như vậy mà. Rồi chút rồi á. Cây cứng không ha? Đút xui nhỏ ta. Đút xui về khiên mẹ được không ta? Đút xui khiên mẹ đấy, đút xui đi, đút đút giường vô gì á. Đít mẫu. Cái đinh đó. Rồi thử rồi. Nè ơi, ok luôn. Rồi tí quay quay quả tôi chạy xe ra tí. Hai cây được không? Không, một cây với hai cây đó. Đứng vậy đâu giờ chừng nó, chừng nào cũng đi. Còn hai người chọn cây vô giữa, đi xéo. Cụ đỡ lên nè, cụ đỡ lên nè. Cái treo rồi. Cái treo lấy cái treo, lấy cái treo. Lấy cái treo nè, Vũ chạy xe ra. Cái treo lấy cái treo, mọi người vô lấy coi. Đó, ừ vậy đó. Ủa vậy vừa rồi sao có đi. Thằng B nó hay rồi. Ờ, buông ra luôn đi, buông ra chừng nào mà thấy. Ủa, cái thằng kiếm mà, không giải đâu. Cái thằng kiếm cái cây đó khen chắc luôn em ơi. Cái cây đừng giải, đừng giải rồi. Này này sếp ơi. Lâu luôn à. Đây đây đây. Vô vô. Đây đây đây. Mấy anh em đưa cái xác đi đưa quả táo nha cả nhà. Xác vô. Đẩy xác vô. Đó giờ đưa lên xe trở lên kêu quéo đốt. Rồi gửi mấy cái sắt mà với cái máy luôn à. Vô luôn. Bố nào đóng luôn không? Bố nào ở ngoài vậy? Bố này bố tao. Này, rồi giờ xe ta chở cái xác tới rồi đó nha. Thu queo rồi chưa ơi? Cái đầu mày á, đầu mày cái trước, ờ nó đầu nó rồi. Coi nó toàn toàn nó đâu. Rồi. 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 Còn hai bài học chưa đốt nữa hả sư? Quá là này quá. Cho tao cũng nha nha sao. Rồi rồi, nói sao làm vậy nha, làm thiện rồi gì. Để miếng dán rồi đốt luôn đi cho có củi. Rồi sao làm phép gì không? Đẩy vô luôn. Không. Chưa làm nữa, chưa lấy tôi chỉ là bạn rồi vậy mấy anh em đã hoàn thành đưa cái xác để tới ngay lò quá tán rồi cả nhà. Thì Vũ xin phép cắt clip tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và xem clip. Và đồng thời cho Vũ xin một lượt đăng ký nha cả nhà, lượt chia sẻ.
Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha.